Anh chị xin chào các anh chị nha. Chào quý vị khán thính giả của Tâm Thức Việt TTV nha. Mọi người có khỏe không? Cả nhà mình có khỏe không? Anh chị thì không khỏe rồi đó. Anh chị bệnh cả tuần nay. Thực ra là trong 2 tháng nay là đã bệnh rồi. Mà cứ bệnh đi bệnh lại, uống thuốc cũng rất nhiều rồi đó. Có điều là trái gió trời trời, khí hậu nó cũng rất là độc địa, là mình bệnh đi bệnh lại à. Thì cái miệng đổ thừa cho thời tiết, cho khí hậu. Thiệt ra là do mình yếu thôi. Mình yếu mà mình ra gió thì mình bị vật thôi. Anh chị không khỏe chút nào, anh chị bị cảm cúm. Mà do là 2 tháng này bị bệnh đi bệnh lại nhiều lần đó, thì cái sức đề kháng chắc nó cũng kém rồi. Cộng thêm là đi nhiều quá cho nên thời gian nghỉ ngơi nó cũng không có tốt để mà phục hồi. Rồi hễ mà về đến nhà thì là tấp vào công việc, ngồi làm việc, đọc bài, đọc tin tức. Mỗi lần làm như vậy ngồi 3-4 tiếng đồng hồ, nói rác cả cổ. Cho nên là tóm lại là đã yếu mà ra gió, rồi sau đó không có thời gian mà nghỉ ngơi cho nó hợp lý, thì như vậy nó không khỏe hoàn toàn được. Mà nó cứ bệnh đi bệnh lại thôi. Nếu mà quý vị nào mà có xem những cái video clip sau cùng á, cách đây một vài ngày á, thì chắc là quý vị cũng nhận ra giọng nói của anh chị là có vấn đề rồi. Tại vì anh chị đọc thấy những cái bình luận của khán giả ở bên dưới á, nói nghe cái giọng thấy anh chị bệnh rồi đó, nghỉ ngơi đi. Đại khái là cái giọng sao khó nghe vậy. Tức là cũng có nhiều quý vị khán giả nhận ra là anh chị bắt đầu bệnh rồi, rồi cũng có khuyên nghỉ ngơi đi, phục hồi cái giọng nói đi rồi hẳn làm việc tiếp. Nhưng mà cái tánh của anh chị thì cũng tham công tiếc việc, trừ phi là mất hẳn giọng nói giống như 2-3 ngày vừa qua thì ngưng hẳn không làm việc. Chứ còn hễ mà bệnh thì bệnh, cảm cúm thì cảm cúm, còn nói được là còn ngồi thâu hình được, còn đọc bài được thì là vẫn làm. Thì đúng là trả giá cho cái sự cứng đầu của mình. 2 ngày, chính xác là 3 ngày rồi anh chị mất hoàn toàn cái giọng nói, không có nói được cái gì. Muốn cái gì thì lấy tay ra giấu, hoặc là lấy cái phone nhắn tin qua lại với lại người trong nhà để biểu đạt cái điều mình muốn nói thôi. Còn với cái thằng nhóc cu tí lô lô đó thì cứ kê tai, kê miệng sát tai nó rồi nói cho nó nghe, mà nó nghe cái giọng mình thều thào, nó cũng không quen, cái nó cứ dè ra trong rồi nó dòm mình một cách kỳ lạ. Tóm lại là anh chị thông báo với quý vị khán giả của Tâm Thức Việt, những quý vị nào mà quan tâm đến anh chị và còn yêu thương anh chị cũng như là ủng hộ kênh Tâm Thức Việt TTV thì mong quý vị thông cảm. Anh chị bị cảm cúm mà hoàn toàn mất giọng nói, để mà không có cố lên mà làm việc được để phục vụ quý vị, thì xin quý vị thông cảm nhé. Cho anh chị nghỉ ngơi vài ngày, phục hồi thể lực cũng như phục hồi cái giọng nói, rồi anh chị sẽ quay trở lại với chương trình Tâm Thức Việt TTV ngay lập tức, ngay khi có thể. Thôi chúc quý vị giữ gìn sức khỏe, an khang, mạnh khỏe. Bây giờ thật sự lúc mình bệnh rồi thì mình mới biết mở miệng ra nói chuyện sức khỏe. Mong quý vị khỏe nha. Bouton blanc. Tiens, Florent. Dis bonjour. Bonjour bébé. C'est Florent Minh An. Vừa mới đi bonjour, nhưng mà quý vị... Bonjour maman. Bonjour maman. Quý vị không phải là bébé, em Florent, em Lolo nói là bonjour bébé. Có lẽ là quen ở trong trường, trong lớp, hễ mà nó nhìn thấy một đứa trẻ nào nó cũng gọi là bébé cả. Chào mọi người nha, rất là nhớ khán giả của Tâm Thức Việt. Con đừng làm ồn. Stop, đừng làm ồn. Và là anh chị chào tạm biệt mọi người nha. Anh chị sẽ cố gắng tình dưỡng, phục hồi thể lực, phục hồi sức khỏe, phục hồi giọng nói và quay trở lại với quý vị sớm nhất có thể.